chào mọi người, em tên là Nguyễn Thị Quỳnh Nga, sinh viên khóa 3 của trường học EdX, mã số sinh viên của MCUV 01HP016. Ngày hôm nay em rất vui mừng để được quay trở lại đây và bàn cho các bạn những cái kiến thức cũng như là những cái gì mà liên quan đến những lĩnh vực đời sống tư tưởng để cho mình có thể làm sao cải thiện được cuộc sống của mình hơn, cũng như là thoát khỏi những cái gì mà tư duy trước đây chúng mình chưa có. Đấy, thì ngày hôm nay bọn mình đã được học bộ môn quản lý thời gian của thầy Mạnh Hải, thì có rất nhiều những kiến thức để rèn luyện xoay quanh cái quản lý thời gian này. Nếu như chúng mình là một người biết quản lý thời gian thật tốt thì có lẽ rằng cuộc sống này sẽ không bao giờ có những cái khoảng thời gian chết mà không thể lúc nào cũng bật dậy và hỏi một câu là hôm nay chúng mình làm gì và bây giờ mình phải làm gì. Đấy, thì đấy chính là mục đích của bộ môn quản lý thời gian. Một người quản lý một thời gian tốt thì chắc chắn tương lai sẽ sáng lạn, cũng như là biết cách để làm sao mà sắp xếp những cái công việc một cách hiệu quả. Thì ngày hôm nay có một câu hỏi là mình sẽ đưa ra được những cái mục tiêu trong tháng, những cái tháng đầu tiên để mình có thể làm sao đưa những cái mục tiêu đấy để thực hiện bằng được những cái mục đích mình để đặt ra trong quá trình đặt mục tiêu đấy. Thì đối với bộ môn này thì mình sẽ đặt ra những cái mục tiêu nhỏ nhỏ từ những cái mục tiêu lớn. Trước hết mình sẽ đặt ra mục tiêu lớn và từ những mục tiêu lớn đấy mình sẽ chia nhỏ những cái mục tiêu ra để có thể dễ dàng thực hiện được một cái mục đích lớn lao, đó chính là cái mục tiêu lớn mình đã đặt ra trước đấy. Nếu như một cái ví dụ, nếu như mình muốn trở thành một vị giám đốc chẳng hạn, hoặc là một người quản lý trong một cái lĩnh vực nào đó, thì trước hết mình phải làm gì? Trước hết mình phải học tập đấy, phải có quá trình học tập rèn luyện những kiến thức cũng như là biết làm sao trau dồi cho mình những kinh nghiệm thật tốt để có thể đi đến cái bước là thực hành, cũng như là cần phải trải nghiệm qua một khoảng thời gian để cuối cùng là mình sẽ đạt được mục đích cuối cùng, đấy chính là trở thành một giám đốc hoặc là một quản lý một cái ngành gì đấy, đúng không ạ? Đấy là mục đích của việc quản lý thời gian. Thì quản lý thời gian như thế nào cho tốt thì chúng mình hôm nay đã được học, đấy chính là quy tắc 4 giây, 4 giây, 2 phút, 27 giờ, 27 giờ và 1000 bay là như thế nào. Có nghĩa là mình sẽ quyết định làm một việc gì đấy chỉ trong 4 giây, làm hoặc không làm. Chúng mình sẽ đếm trong 4 giây, làm hoặc không làm. Đấy, là 4 giây thì mình sẽ quyết định thật nhanh cái sự quyết định của mình, sẽ dám chắc và mình có cam đoan mình có làm đấy trong cái 4 giây được không. Đấy, khi mình đã xác định được là làm hay không làm trong 4 giây đấy, quy tắc 4 giây đấy, thì mình sẽ chuyển sang cái hướng là 2 phút. 2 phút như thế nào? Khi mình đã xác định được 4 giây mình sẽ làm hay không làm rồi, thì cái mục đích của 2 phút tiếp theo đó chính là mình sẽ cần phải làm việc một cách nhanh chóng chỉ trong 2 phút. Đấy, đó chính là 2 phút. Và 72 giờ là như thế nào? 72 giờ đấy có nghĩa là mình làm một cái ngành nghề gì đấy, mình làm một cái công việc gì đấy, thì mình sẽ cần phải đủ cái kinh nghiệm, trao dồi kinh nghiệm trong 72 phút thì chia ra có nghĩa là 3,5 năm. Đấy chính là một cái khoảng thời gian mà chúng mình được gọi là ngành nghề đủ để trở thành một ngành nghề, đấy chính là 3,5 năm. Đấy, thì để làm sao mà làm được gọi một cái gì đấy mình làm được gọi là nghề, thì mình phải trải qua những quá trình rèn luyện, cũng như là tu dưỡng cái tâm tính, cũng như là cảm biết kiểm soát được cảm xúc của mình như thế nào cho thật tốt thì mới có thể làm được những công việc thật đúng đắn. Tại sao lại có cái quy luật là phải làm hết 3,5 năm thì mới được gọi là ngành nghề, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái mà mình giải thích cho cái lời là tại sao 3,5 năm lại là ngành nghề. Đấy chính là nếu như 3,5 năm đấy mình phải có đủ kinh nghiệm rèn luyện và cũng như là biết kiểm soát cảm xúc của mình. Đấy, có những cái ngành mà chúng mình có thể học ít hơn 3,5 năm đấy, hoặc là có những ngành phải học nhiều hơn 7 năm đấy. Nếu như chúng mình làm công việc đấy mà chưa đủ 3,5 năm thì đấy chỉ mới được gọi là công việc, chưa được gọi là ngành nghề. Còn nếu như chúng mình đã vượt qua được cái 3,5 năm đấy rồi thì mình sẽ tự tin nói rằng, bước lên mình nói rằng là tôi đã làm cái ngành nghề này, tôi đã được làm cái nghề này rồi. Đấy, tự tin nói là đây là nghề của tôi. Hoặc là nếu như chúng mình không thể làm được một ngành nghề đấy nữa thì mình vẫn có thể tự tin nói rằng tôi đã từng làm cái ngành nghề này rồi. Đấy, đó chính là cách để lấy thời gian để chúng ta đưa có những cái thúc số, những cái câu để cho mình khóa thời gian nhất định để chúng mình có thể áp dụng vào cùng chính cuộc sống của mình. Đấy, nếu chúng mình có thể áp dụng đúng cái cuộc sống một cách tốt thì như thế mới có thể
làm một cách tốt cái công việc của mình mới có thể hoàn thiện và cũng như phát triển được. Đấy, thì công việc mình nếu như chúng mình trong 2 phút là chúng mình làm xong rồi, thì đến 3 ngày, trong 3 ngày mình phải làm xong một cái dự án ở đấy. Ví dụ như chúng mình được ra một dự án rồi thì mình sẽ cần phải làm hoàn thành trong khoảng thời gian là 3 ngày hoặc ít hơn 3 ngày, thì đấy mới là một cái con người thực sự là chỉn chu. Hoặc có thể là chúng mình có thể làm ít hơn rất nhiều 2 ngày. Khoảng có người có người ta sẽ xác định một cái dự án chỉ trong 2 giây. Đấy, tích tắc chỉ trong 2 giây. Một dự án rất là lớn mà chúng mình không dám thử thách, không dám đâm đầu vào thì làm sao mình có thể làm như thế được không ạ? Đấy chính là cái cách để chúng mình quản lý cái thời gian cũng như là biết làm sao mà đạt đúng cái mức độ của mình. Chúng ta không được chậm quá, không được nhanh quá. Vội vã thì có thể là chúng mình vấp ngã hoặc như ở đấy. Còn nếu mà chậm quá thì chúng mình sẽ mất hết tất cả những cơ hội đáng có cũng như quý giá đối với bản thân mình. Đấy, cơ hội là do chúng mình lựa chọn, chúng mình phải biết tận dụng cũng như là nắm bắt được cơ hội đấy mới về cho chính bản thân mình thì mới có thể là trở thành người thành công được. Đây, một cái tích tắc của những người thành công và người thất bại rất là ngắn thôi ạ. Đấy, chỗ này chúng mình cần biết tận dụng cũng như là phải biết mình đang nằm ở cái thời điểm nào cũng như là biết nắm bắt được những cái cơ hội về cho chính bản thân mình. Không ai ngồi đấy mà sẽ có lộc lợi với cho người chính bản thân mình ạ. Chỉ vì chính mình, chỉ cần chúng mình phải, vì vậy chúng mình cần phải đứng lên và tìm cho chính mình cái cơ hội đấy, chứ không phải là tự dưng cơ hội đến với chúng ta. Đấy, thì đấy là chính là những cái quy tắc mình đã được học. Và có thể nói tiếp tục ngành nghề là trong 1.000 giờ bay đấy thì chính là 3,5 năm. Thì 3,5 năm đấy thì có một ngành ví dụ như là ngành y tế chẳng hạn, ngành bên học y đấy, thì có những đấy người ta có thể học trên những 7 năm. Đấy là người ta sẽ luyện được những cái tâm lý này, những cái cảm xúc của mình, biết nắm bắt những cảm xúc của mình, thì đấy mới chính là mới có thể làm cho một mới có thể làm một bác sĩ thực thụ. Đấy, có những đầy đủ kinh nghiệm như là cảm xúc, biết cảm soát được những cái cảm xúc của mình thì mới có thể chữa trị cho chính bản thân mình. Thế được ạ. Người ta gọi là lương y từ mẫu mà, thì chúng mình cần phải làm sao cho đúng cái phẩm chất của một người. Đấy, thì đối với kế hoạch của tôi đã được đánh trong kế hoạch trong một tháng tiếp theo của tôi, đấy chính là làm sao để học. Tôi đã đặt ra đấy chính là đọc 2 cuốn sách trong một tháng, mỗi ngày đọc 3 cuốn người tiếng Trung, và chúng tôi mỗi buổi sáng thì chạy bộ và mỗi buổi chiều chạy bộ, và sẵn sàng viết trong một tháng thì chúng tôi sẽ viết 3 bài SEO. Đấy là cái quản lý, cái mục tiêu mà tôi đặt ra, và tôi chắc chắn phải hoàn thành cái mục tiêu đấy trong cái tháng này. Thì đấy, các bạn có thể tự đưa ra những mục tiêu để mình làm. Thì đối với môn SEO thì tôi, đây là cái quy trình học tập, thì sẽ có những cái bài tập mà chúng tôi sẽ cần phải làm bài. Đấy, thì chúng tôi cần phải viết những cái bài chuẩn SEO để đăng lên top. Đấy, thì việc đặt mục tiêu để cho là một bài SEO lên top thì rất là cần thiết cho quá trình nỗ lực. Thì đối với tiếng Trung cũng vậy, tiếng Trung thì cũng là một cái thứ tiếng gọi là tiếng nước ngoài, thì chúng mình cần phải có sự nỗ lực cũng rèn luyện thì mới có thể đạt đến mục tiêu cuối cùng, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái mục tiêu của tôi. Và việc chạy bộ thì sẽ giúp cho sức khỏe dồi dào này, thì đấy cũng là tôi sẽ hướng tới đến thiên về sức khỏe. Thì sẽ mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều thì chúng mình sẽ thức dậy thật sớm và để chạy bộ trong cái quá trình vận động được cơ thể mình khỏe khoắn hơn, sức bền bỉ hơn, cũng như là cái quá trình mà mình vừa chạy có thể hưởng được những cái không khí thấp lạnh sau khi những cái quá trình mình học tập, cũng như là những cái gì mà mình áp lực học tập trong xung quanh chúng ta, cũng như là ồn ào hoặc là các thiết bị di động ảnh hưởng chúng ta, thì sau cái mỗi lần chúng mình chạy thì sẽ cảm thấy cơ thể mình thoải mái và khỏe khoắn hơn rất là nhiều. Đấy, các bạn có thể mà học cho tôi và làm theo những cái điều đấy, các bạn sẽ cảm thấy chúng mình sẽ là một con người khác hẳn hoàn toàn với cái công việc ngoài kia, những cái con người mà chỉ biết bù đầu vào trong những cái công việc đấy. Thì ngoài công việc ra biết là tốt, nhưng mà chúng mình cần phải để dành khoảng thời gian cho chính bản thân mình để có thể làm sao giúp cái bản thân mình trở nên khỏe khoắn và tốt lành hơn. Đấy, ngoài những cái việc đấy thì chúng mình có thể giao lưu học hỏi này, kết bạn giao lưu bên ngoài để chọn bạn mà chơi, và cũng có thể như là kết nối với nhau qua những cái câu chuyện thật bổ ích. Đấy cũng là một hình thức để chúng mình cải thiện những cái tư duy của chúng mình. Đấy chính là cái kế
tôi. Và một cái kế hoạch cao cả hơn nữa, đấy chính là ngày nào tôi cũng phải gọi điện về cho bố mẹ của tôi. Đấy, đấy là chính là một sự yêu thương và cũng như là sự mong nhớ của tôi dành cho bố mẹ. Thì tôi sẽ ngày nào cũng phải gọi về cho bố mẹ để biết tình hình là bố mẹ sức khỏe như thế nào, ăn uống cơm có đầy đủ không. Đấy, và cũng như là tôi rất là muốn gần gũi bố mẹ, nhưng mà vì cái môi trường học tập nên chúng tôi phải đi xa. Thì cái quá trình mà gọi điện mỗi ngày cũng như là muốn nghe được tiếng lòng của người thân, thì đấy cũng là cách để chúng mình gắn kết được cái mối quan hệ giữa gia đình của các thành viên gia đình với nhau. Đấy cũng là một cách để chúng mình có thể rèn luyện, cũng là cách để các bạn có thể học hỏi. Để nếu như mà ai có sự xa cách địa lý hoặc là xa cách lòng giữa bố và mẹ, thì chúng mình hãy ngay lập tức tập cái thói quen là ngày nào cũng gọi điện về cho bố mẹ của mình, để có thể làm sao gắn kết được tình cảm giữa con người với nhau, cũng như đặc biệt là người thân thích của mình. Đấy, và tôi xin dừng video ở đây. Nếu như các bạn có những băn khoăn thắc mắc gì với những quy luật trên, hoặc là khó khăn trong quá trình mà đặt ra những mục tiêu cho chính bản thân mình, thì hãy để xuống phần comment, tôi sẽ vào và giải đáp những thắc mắc cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé.